sau đó và mình được nhận được rất là nhiều comment từ các bạn của mình làm thêm phần 2 nữa. Và hôm nay mình sẽ làm phòng ngủ và phòng tắm ngôi nhà màu nâu nha. Và đây mình sẽ bắt đầu thôi. Hello, mình là Bánh Cam đây, các bạn có nhớ mình không? Và đây, đây là giường ngủ của mình nè. Thì có cầu vòng làm cái đầu giường, có hai cái đám mây nữa nha, rất là đặc biệt luôn. Làm cho cái giường, cái căn phòng của mình nó nổi bật lên. Thì phòng của mình toàn là màu nâu không à. Giờ có cái này thêm nó càng nổi bật nữa. Và đây là cái mền nè. Cái mền thì có màu nâu và đây là cái sticker hôm bữa mình làm. Và mình đã dán ở đây làm gói bông cho bạn Bánh Cam nè. Đây là cái giường ở ngoài có những cái ren ren, rất là dễ thương luôn. Cái này cũng có một cái bạn, một cái gói bông chim. Còn đây, các bạn thấy không, hộp thư riêng của Bánh Cam. Thì trong này nếu như có những cái cô dì chú bác hay là ba mẹ của Bánh Cam ở dưới quê gửi lên thì Bánh Cam sẽ nhận được thư đó. Thư đây là gửi của Bánh Cam nha, thư Bánh Cam. Rồi chút nữa Bánh Cam sẽ đọc nha. Đó thì nó có kìa đây nè, ai gửi nó cũng sẽ đưa đến phòng ngủ Bánh Cam nha. Đó, ở đây có một cái biểu tượng lá thư luôn các bạn, ai gửi cũng được hết. Ví dụ như là gửi quê lên rồi hỏi thăm sức khỏe rồi. Thì bên này đây là cái tủ thay đồ nè, cái tủ quần áo các bạn. Thì đây ở trên này là có cái màu gold rồi thêm những cái màu nâu nâu nữa. Và đây là cũng là một cái sticker giấy mình làm luôn. Đây là chìa khóa mở tủ nè. Còn đây là cái ổ khóa mình dặn vô mình mở bán cất khác nha. Và mở ra, trời ơi dễ thương các bạn. Bên trong này là có một cái túi mà các bạn biết là sao cái túi này để trong cái khung giống. Túi này là rất là có rất nhiều kỷ niệm với Bánh Cam và được bà nội Bánh Cam tặng, Bánh Cam rất là thích nên là để ở đây. Còn đây là một cái túi mà rất là kiểu luôn các bạn, rất là style luôn. Cái này là một cái bộ đồ nữa và đây là cái túi hàng hiệu nè. Rồi, thôi, chút nữa thì Bánh Cam phải đi gặp bạn đi chơi đi coi phim rồi. Nên chút nữa Bánh Cam sẽ đi thay đồ nha. À và trước khi đi chơi là mình phải giải quyết xong bài tập đúng không? Thì đây là cái bàn của Bánh Cam đó, study hall. Đó, mở ra cái bàn của Bánh Cam đưa vô ngồi học nè các bạn. Nhưng mà Bánh Cam nó làm bài tập xong rồi nên Bánh Cam đi chơi. Đây, trong này có chuyện mật ngữ Doraemon từ điển ha. Hai cuốn chuyện này là do hồi nãy Bánh Cam cũng có đọc á. Cái này là có nước này, mình học bài mình suy nghĩ nhiều lắm nên còn có nước uống nha. Rồi, đây. Và bây giờ Bánh Cam sẽ đi tắm nha. Cái này là bồn vệ sinh nè, giấy vệ sinh nhưng mà nó có màu gôn gôn đó các bạn. Đây là shampoo, cái này gọi là dầu xả. Nước nè, và xà bông nó phùng lên luôn các bạn. Phùng lên còn nhiều hơn cái tóc của Bánh Cam nữa. Bây giờ Bánh Cam sẽ chui vô đây tắm nha. Yeah, đã quá các bạn ơi. Cái bồn tắm này là màu nâu luôn nè. Rồi có hoa ở dưới, có một cái sticker hoa mình Bánh Cam để ở đây nha. Trời ơi, đã quá. Xịt dầu gội nè, xì lên tóc. Tóc Bánh Cam tốn rất là nhiều dầu gội luôn. Đó, rồi giờ gội dầu xả nữa nè. Tại tóc dài mà còn tóc dài, từng tóc xù nữa chứ có gì gội mệt lắm các bạn. Hai, xong rồi, mình đi lựa đồ. Hai, bộ đồ này em mua cho Tết. Mà bây giờ đi chơi Tết luôn đi. Đi vô đây. Trời, dễ thương ghê luôn nha. Chưa thấy ai mặc dễ thương bằng mình luôn. Nhưng mà có vẻ nó hơi dài các bạn. Thôi không sao, mình sẽ lựa cái túi này. Hợp tông quá ha. Thôi, nó có màu xanh không hợp. Thôi mình lựa cái túi này. Chắc là túi này thì bự quá. Có ba cái túi thôi mà đắn đo nhiều lắm các bạn. Nhìn chung mình là cũng thiên bình đó. Thôi lỡ này đại đi. Thôi mình đi. Yeah. À mình có một đôi giày nhất thôi nha. Đôi giày của mình nó năm nay mình mới mua có ở đâu vậy. Mấy đồ khác chỗ có chơi mang không vừa. Này mình sẽ đi nha. Bye bye các bạn. Bye. Các bạn ơi, vậy là video giới thiệu về ngôi phòng ngủ và phòng tắm của bạn Bánh Cam của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh Bảo Minh Channel nhé. Và các bạn nhớ chú ý